chờ bạn này trong club để nó biết này club bạn trên bàn trên là bớt thuốc chứ khi biết nên gì xa ấy nghe nó về mình ăn như đang đổ nước và bồng hoa cách tụi nó nhìn anh như con cho nước cho ông cha không phải chạy làm bồ anh không còn mặt giang hồ nhìn anh vẫn cứ như ai đầu khi anh đã bước mình trong ba ấy tay cho anh cầm I know mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it back, little lady. Nói chung nghe, trời ơi, tôi khổ cái thằng này lắm, đụng đỉ mẹ nó quỷ báo. Thiệt á, quỷ báo đầu thai lên. Thiệt á, nó hành hạ tôi nuôi tới lớn anh. Báo ngã đi đâu, nó báo tôi không à. Chưa bao giờ tôi thấy nó báo hiếu cho tôi. Chạy xe nó sớm ghiền ghía người ta mắng vốn tôi. Ta nói là tôi không biết dạy con này nọ. Thì cái tôi có dạy chứ phải là không. Mà nó lì như chó vậy đó. Nè người anh ơi, anh đón em về đất nước trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu ai từ đâu. Yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi em lòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mưa quá giờ ra đường không được, mua giùm cái lỗ bò đi. Mưa quá nghỉ làm rồi, tôi đang chạy về mà nói gì em không nghe, mưa lớn quá. Mua cho tao cái lỗ bò, chạy là chạy lỗ bò. Cái gì vậy, qua mày đâu liền hả? Rồi rồi, tao chạy qua liền luôn, tao khỏi thay đồ luôn. Ăn lồn luôn rồi, bắt cái ngũ cù nghe quá còn nè, chưa có mồi. Mua lỗ bò là mua lỗ bò, chưa có mồi là chưa có mồi, ghé mua hai ngày nước đá luôn nghe không? Tụi tao đang ngồi một nhà đây nè, mua cái lỗ bò 300 thôi, đừng mua nhiều. Sớm kể cho mình nghe là do ảnh không biết bu lôn á, ảnh bị vợ ảnh cắt lưỡi luôn. Theo truyền thống của người bản địa nơi đây là đàn ông cưới vợ về.
thấy gì đó chứ nói báo là dặn á. Mày nói gì mày, nói chuyện cho đàng hoàng á mày. Nói ai báo báo chứ nói tao báo là tao thích lắm nha. Đi chung với mày mà mốt có ngày là tao tu thành chánh quả luôn. Đằng sau ngồi đằng sau niệm Nam Mô, còn đọc kinh niệm Phật thấy bà nội luôn vậy đó. Em yêu khoa học hay gì, người ta tạo ra cái thắng tháo mẹ cái thắng ra luôn. Đã thì có chứ, chạy thắng bluetooth hay gì, dọn xe không giống ai và không ai giống mình luôn. Ra đường chạy xe tới đâu ta nhìn theo tới đó, dọn xe là phải để mấy chú công an để ý mới chịu. Con đến và hỏi thăm ba. Ba nói ba vui vì ba đã thấy con có tất cả, dù là ba sẽ phải nhìn và ủng hộ con từ nơi rất xa. Cổ họng nghẹn không nói lên lời, đó là tất cả động lực của... À, anh em tao mà cao, yeah, dân dân không bà hoa. Còn nguyên cư trong đêm lâu mày gặp biến khi tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên.